Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ những bài học miễn phí về phần mềm Revit 2020 cũng như các cái phiên bản từ trước 2020 trở lại. Và hôm nay, chủ đề của video này tôi hướng dẫn các bạn phân biệt kích thước tạm thời và kích thước cố định cũng như tìm hiểu rất là sâu như thế nào là kích thước tạm thời, như thế nào kích thước cố định và ứng dụng của hai loại kích thước này trong các cái trường hợp chúng ta sử dụng phần mềm Revit để cho nó vẽ như thế nào. Ok. Bây giờ tôi có một cái dự án như thế này, và đây là hai bức tường, tôi có một bức tường như thế này chẳng hạn, được chưa? Thì bây giờ để hiểu sâu hơn cái bản chất này thì tôi lấy một cái ví dụ để các bạn nhìn vào đây, các bạn hiểu ngay được bản chất. Và tôi thấy thực trạng rất là nhiều anh em chỉ hiểu mỗi cái cách đim kích thước thôi, còn đâu các bạn không hiểu thế nào là kích thước tạm thời, thậm chí là không biết kích thước tạm thời là cái gì luôn. Thì trong phần mềm Revit nó rất hay, nó linh động hơn so với tất cả các phần mềm khác, đặc biệt là so với phần mềm Rocket, đó là nó cho các bạn cái phần kích thước tạm thời. Thế như thế nào gọi là kích thước tạm thời? Khi mà chúng ta chọn một đối tượng, giả sử chúng ta chọn một đối tượng tường này chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn thấy nó sẽ hiện ra những cái kích thước của cái đối tượng này so với những cái đối tượng khác. Đấy gọi là kích thước tạm thời các bạn nhé. Còn kích thước như thế nào gọi là kích thước cố định? Giả sử chúng ta có lệnh DI, chúng ta đim cố định. Thì nó nằm cố định ở đây. Đấy, được chưa? Nó không thể là gì thay đổi được. Đấy, tức là đây là nó cố định cái đường đim ở đây rồi. Còn kích thước tạm thời là chúng ta chọn đối tượng thì nó mới hiện cái kích thước này nó ra thôi. Chúng ta không chọn đối tượng thì nó biến mất, nó không hiện ra nữa. Còn cái này thì kể cả chọn hay không chọn đối tượng thì nó vẫn nằm nguyên ở đây. Đó, thì đấy gọi là cái sự khác nhau giữa kích thước tạm thời và kích thước cố định. Thế thì nó sinh ra cái kích thước cố định để làm cái gì? Đấy, khi mà chúng ta, tôi giả sử như thế này, đấy, cái việc của tôi ấy, là bây giờ tôi phải cho cái gì ạ? Cho cái đường tim tường này, cái đường này này nó vào vị trí ở một cái khoảng cách so với cái mép đầu này là khoảng tầm 2 mét chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta không thể xác định luôn là từ cái mép này ra mép này là 2 mét luôn và chúng ta vẽ được. Làm như thế thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta lại phải mất một cái bước trung gian là chúng ta phải xác định một cái đường line, sau đó chúng ta offset ra 2 mét, sau đó chúng ta mới vẽ cái bức tường này, đúng không ạ? Đấy, như vậy nó rất mất thời gian. Thế bây giờ tôi cứ vẽ bừa đi ạ, sau đó tôi chỉnh sau thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì tôi giả sử tôi vẽ bừa cái bức tường này. Tôi vẽ mờ một bức tường, tôi chẳng cần biết ở vị trí nào, tôi click bừa này, đây sang đây, được chưa? Thế bây giờ tôi chỉnh lại làm sao cho mép của cái đầu này cách với cái tim này là 2 mét, đúng không ạ? Thì chúng ta click vào cái tường này, đấy các bạn thấy là chỉnh này là 2 mét, ngõ đây 2 mét, thì nó sẽ nhảy về luôn vị trí 2 mét đúng từ tim tường cách cái đầu này là 2 mét, được chưa? Rất là tiện lợi, đúng không ạ? Thì đấy là cái tác dụng của kích thước tạm thời các bạn nhé. Rồi, nếu các bạn muốn chuyển kích thước tạm thời thành kích thước cố định cũng rất là dễ, chúng ta click vào đây. Chúng ta kích vào cái đường mà có cái biểu tượng gạch gạch như này. Đấy, kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ chuyển thành kích thước cố định luôn. Được chưa? Và kích thước cố định thì cũng rất là hay. Thì chúng ta kích vào đây. Chúng ta có thể chỉnh sửa đây là khoảng 2 mét rưỡi chẳng hạn. Đấy, nó sẽ nhảy như thế này. Được chưa? Đó, rất là hay và rất là tiện, đúng không ạ? Và nếu các bạn muốn nó không nhảy, chúng ta cố định cái bức tường này cách cái mép này là 2 mét. Đấy, và nó không bị tác động với các cái đối tượng khác. Tại vì khi chúng ta thực hiện các cái thao tác mà nó có thể bị nhảy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm một cách sao chúng ta kích bức tường này. Hoặc là chúng ta kích vào cái đường đim này, chúng ta có ấn biểu tượng khóa này vào. Đấy, thì cứ cố định ở đây nó sẽ là 2 mét rưỡi và nó bị khóa như thế này, được chưa? Và chúng ta kích vào đây, tôi gõ đây là, đấy không thể tôi mua đi, tôi không thể, thế đó, tôi mua đi này. Thì từ ví dụ này các bạn sẽ thấy ngay tôi mua cái bức tường này dù đi đâu, tiến lên trước hay tiến lên về sau thì nó đều là 2 mét rưỡi, và 2 mét rưỡi đây so với cái gì các bạn nhé? 2 mét rưỡi so với cái tim tường này và cái mép của cái tường bên này. Đấy, nhưng cái tường này nó sẽ có thể thay đổi được này. Đấy, các bạn chú ý giúp cho tôi điều đấy, giúp cho tôi. Đấy, hoặc ví dụ bây giờ tôi muốn là cái tường của chúng tôi nó ở vị trí giữa của cái điểm giữa của cái tường mà tôi đang chọn này, nó ở giữa cái trung điểm của cái tường thẳng đứng này, thì làm nào? Tôi kích vào đây và tôi kích vào kích thước này nhá, tôi kích vào EQ luôn. Đấy, đi mua giờ con trên. Đấy, thì các bạn nhìn thấy chưa? Thì coi như cái bức tường này đi đâu thì nó sẽ là luôn luôn là chia đều. Đấy, được chưa? Các bạn không thích nữa thì chúng ta kích vào đây, chúng ta bỏ EQ đi. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ hỏi tôi là, nhưng mà bây giờ em muốn là cái này nó so với cái bức tường này cơ, thì giả sử bây giờ cái tường này tôi kéo dài lên một chút này. À, thì làm nào? Thế tôi kích vào đây, tôi xóa cái kích thước cố định này nhá. Đấy, tôi ăn con trên. Tôi kích vào đây này. Thì các bạn nhìn thấy ngay khi tôi kích bức tường này thì bạn sẽ thấy ngay là cái gì ạ? Là cái kích thước tạm thời nó đang so với cái bức tường này. Nhưng bây giờ tôi muốn so với cái bức tường ở đây thì tôi làm nào? Thì bạn kích vào cái dấu chấm tròn này, kéo nó về bức tường này. Đó. Kích cái chấm tròn đây, kéo về bức tường này. Được chưa? Đấy,
Sau đó chúng ta có thể kích vào đây cho nó chuyển kích thước cố định, được chưa? Sau đó bạn kích vào đây, bạn khóa cái kích thước này lại, thì kích vào đây nó move đi đâu thì cái đoạn này nó vẫn cố định so với cái mép này. Đấy, thì bạn chú ý cho tôi là so với cái mép nào nhá. Đấy, là chúng ta phải chọn. Ở đây nó bảo unzone, tại vì chúng ta qua khoảng kết nối thì chúng ta có thể khen được hoặc là unzone được, thì kéo đây. Đấy, nó luôn là 2,5 m so với cái đầu này các bạn nhá. Đó. Chúng ta có thể khóa đây nữa. Đấy, trong cái trường hợp mà chúng ta muốn luôn cố định, còn không cố định thì chúng ta kích đây, chúng ta bỏ khóa đi. Đó. Được chưa? Còn muốn nó chia đôi luôn thì chúng ta kích EQ, thì lúc nào nó là cái khoảng cách, không cần biết là khoảng cách là bao nhiêu nhưng mà nó luôn luôn ở vị trí giữa như thế này. Được chưa? Đấy, các bạn thấy đây, nó có thể là gì ạ? EQ tức là chúng ta không xác định, nó có thể là 2 m, có thể 3 m, có thể 2 m lẻ mấy hay bao nhiêu đấy, thì cái tùy vào cái độ dài và cái độ ngắn của đoạn này. Nếu miễn cái vị trí này nó ở giữa, nên đó lý do tại sao người ta để là EQ, còn không muốn cố định thì chúng ta bỏ cái EQ đi. Được chưa? Rồi, và tôi xóa đi, tôi có một cái giải thích nữa cho các bạn. Tôi chỉ cần lấy một cái bức tường này, tôi xóa cái bức tường này đi. Đây, thì các bạn nhìn thấy, rồi tôi cứ để lại bức tường này đi. Khi mà tôi kích chọn bức tường này thì các bạn sẽ thấy là tôi cái điểm mà so với cái tường tôi đang chọn ấy, nó là ở cái điểm ở trung tâm. Thế bây giờ tôi lấy ở cái mép khác có được không? Được, thì chúng ta có thể kích vào chấm tròn này, chúng ta kéo đến cái vị trí mới. Đấy. Nhưng mà thường như thế thì rất mất thời gian và nhiều khi chúng ta không thể chọn được, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ muốn chọn cái điểm khác thì tôi làm nào. Thì bây giờ các bạn vào cái mục đó là menu, vào mục menu cho tôi nhá. Chúng ta kích vào mục Edition Setting, chúng ta kích vào mục Temporal Dimension, tức là đây là cái thiết lập cho kích thước tạm thời. Thì trong phần này tôi nói rất là sâu về kích thước tạm thời, kích thước cố định và cái sự điều chỉnh kích thước tạm thời. Thì chúng ta vào lại nhá, menu này, kích vào Edition Setting này, kích vào Temporal Dimension. Đó. Thì ở đây các bạn thấy xem ngay, nó là cái mục quân, đó là cấu hình kích thước tạm thời cho phần tường. Đấy, tức là chúng ta chọn cái tường thì nó sẽ hiện ra kích thước tạm thời ạ. Thì nếu mà chúng ta chọn center line thì bao giờ cái điểm mà chúng ta so cái tường chúng ta chọn nó là ở giữa của tim của tường, được chưa? Nếu chúng ta chọn face thì nó là ở mặt của tường. Face nhé, tôi chọn face nhé. Ok này, bạn kích vào đây. Đấy, bạn thấy chưa? Cái điểm mà chúng ta sẽ so nó sẽ có cái mặt của tường này. Đấy, cái điểm này này. Đấy, mặt của tường này. Được chưa? Đó. Ok. Để tôi xóa cái bức tường này đi cho nó dễ này. Kích vào đây này. Đấy, mặt của tường, mặt của tường. Rồi. Kích vào đây, tôi lại kích vào menu, chúng ta kích vào Edition Setting, chúng ta kích vào Temporary Dimension, chúng ta kích Center of Core, tức là gì ạ? Nó sẽ là tim của cái lõi tường. Giả sử tường này nó có phần xây thô này và phần chát hai bên thì nó sẽ chọn lõi tường, tức là cái phần xây thô bên trong. Đấy, Face of Core tức là mặt, gì ạ? Mặt của lõi. Ok này. Đấy, kích vào đây này, các bạn nhìn thấy mặt của lõi chưa? Đấy. Thì nó rất là hay ở cái điểm đấy các bạn nhé. Rồi, thì hy vọng là các bạn có thể hiểu được cái bản chất và chúng ta chỉnh sửa trong những cái trường hợp mà chúng ta mong muốn. Đấy, khi mà chúng ta hiểu sâu được cái bản chất rồi, chúng ta làm chủ được các cái thông số ở trong kích thước tạm thời và kích thước cố định rồi thì bạn rất là dễ làm chủ được cuộc chơi này. Đó, thì đấy mới là những kiến thức chuyên sâu. Còn những cái kiến thức ở ngoài kia thì nó là những kiến thức cơ bản thôi, chúng ta phải đào sâu dần vào để chúng ta có thể tùy chỉnh được các cái thông số. Chúng ta chọn center line đi, thông thường chúng ta chọn center line. Kích vào đây để bạn nhìn thấy center line chưa? Nó chỉ có một cái điểm làm mốc cố định cho kích thước tạm thời, đó là tim của tường này. Rồi bây giờ tôi vẽ một cái cửa đi chẳng hạn. Rồi thì khi tôi chọn cái cửa này, các bạn nhìn thấy cái kích thước tạm thời nó sẽ có hai dạng. Ở bên dưới thì nó là gì ạ? Nó là phần mép ngoài của cửa, và phần bên trên thì nó lại là tim của cửa, đúng không ạ? Thì chúng ta điều chỉnh trong mục này, menu Edition Setting Temporary Dimension, thì chúng ta thấy có cái mục đó là Door and Window. Đấy, nếu chúng ta chọn Central Line nhé, ok, chúng ta chọn cửa này. Đấy, thì các bạn thấy nó chỉ có mục gì ạ? Một cái kích thước, chúng ta lấy tim của cái cửa sổ hoặc cửa đi đó, là cái định vị cho kích thước tạm thời, được chưa? Đấy, còn nếu mà chúng ta chọn kích vào đây Temporary, chúng ta chọn là Open Link, ok. Đấy, kích vào đây thì bạn sẽ thấy nó có cả hai phần, một lấy mép của cửa đấy, và phần tim của cửa đấy, được chưa? Thì thường chúng ta để mặc định kiểu này nó dễ hơn. Kể đi cửa sổ đều như vậy nhá. Để tôi vẽ cái cửa sổ WL, để tôi tắt chế độ tiếng Việt đi. Đây, cái cửa sổ này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đều tương tự như vậy, đều như cửa đi thôi, được chưa? Đấy, và chúng ta có thể kích vào các cái núm này để chúng ta muốn là cố định hoặc là muốn nó so với cái gì, được chưa? Đấy, rất là dễ. Đó. Thì nếu các bạn hiểu được bản chất này thì chúng ta sẽ vẽ rất nhanh, và nhiều khi chúng ta không cần phải lấy chính xác, và chúng ta có thể dựa kích thước tạm này chúng ta điều chỉnh
đấy, sang trái sang phải theo cái ý mùa của chúng ta. Chứ còn nếu trong AutoCAD thì chúng ta lại phải gì ạ? Chúng ta phải phải lấy một cái đối tượng thứ ba, hoặc là chúng ta lại phải đo, sau đó chúng ta trừ đi, chúng ta mu nó về cái vị trí đấy thì rất là bất tiện, đúng không ạ? Thì Revit rất hay, có kích thước tạm thời chuẩn, rất là tuyệt vời. Thì ở trong video này tôi đã dạy rất là các bạn sâu về phần kích thước tạm thời, cách chuyển kích thước tạm thời thành kích thước cố định, đúng không ạ? Đó, và cách cố định một cái khoảng kích thước mà chúng ta mong muốn, cũng như là các cái chế độ trong kích thước tạm thời. Thì hy vọng các bạn hiểu được điều này để áp dụng cho cái công việc của mình, và chúng ta hiểu sâu về phần mềm Revit, hiểu sâu về phần kích thước tạm thời và kích thước cố định. Hy vọng đấy, video vừa rồi giúp ích cho bạn. Và nhớ lên trên YouTube gõ Gizento, ấn vào nút đăng ký chuông thông báo để nhận được nhiều những cái video chia sẻ miễn phí phần mềm Revit mà tôi chia sẻ thường xuyên trên kênh vào 8 giờ sáng hàng ngày các bạn nhé. Đừng quên vào website học.revit.net để nhận thêm các bài học, và hoặc vào website gizento.com để nhận thêm các khóa học chuyên sâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo về phần mềm Revit.